Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Anh chị thấy Trần Anh đang quay mẫu xe gì không ạ? Xin giới thiệu đến toàn thể tất cả các bà con cô bác một mẫu xe Mazda CX-5. Em được sản xuất năm 2020. Đây là một mẫu xe tầm cao cô chú anh chị nha. Tầm cao mẫu xe lướt. Đặc biệt hơn, bần xe nó bộ áo màu trắng ngọc trai rất là dễ thương. Cảm biến xung quanh xe bảng cao nhất luôn, premium cô chú anh chị nè. Bảng này là ghế chính điện bên phụ, ghế chính điện bên tài, một chủ từ đầu. 86A14944 nha. Cảm biến dê phía sau nè, cảm biến dê phía trước đầy đủ tính năng nè. Biểu tượng của logo CX-5 là hai cụm đèn rin nguyên. Xe này bảo hành của hãng nha cô chú anh chị. Bảo hành của đến 100.000 cây luôn. Bốn quả vỏ nè. Bốn quả vỏ là đi theo nhà sản xuất luôn. Mới 90%. Mâm đúc nè cô chú anh chị, gầm bề ở trong là đẹp nhá. Xe lướt mà. Sơn si phủ toàn diện. Trên chiếc xe sơn rin. Ok chưa bà con cô bác? Lipo mẹ toàn bộ chrome nhìn rất là dễ thương nha. Đó là mẫu xe nguyên bản nguyên rin không đồ chế bất cứ một khoản gì luôn. Đây cô chú anh chị, bốn quả vỏ mới như nhau 90% nè. Chủ nhà chạy mẫu này giữ kỹ cực kỳ luôn. Nha bà con nha. Em này đát vỏ của em này là nguyên bản theo xe nha. Đát vỏ sở hữu là 225 trên R15 mâm 19. Đi đôi là mâm 19 cô chú anh chị nha. Nói chung bốn quả vỏ, năm quả vỏ chưa thay mới tin cô chú anh chị. Đó, vỏ theo nhà sản xuất luôn. Nút bấm thông minh rất là ok. Hắt kính, hắt gương đầy đủ cái tính năng. Bản Realme mới có mẫu đó nha. Đăng kiểm tháng 3 năm 2023 nè cô chú anh chị. Mâm mà đẹp chưa? Xe thì quá đẹp rồi. Hai cụm đèn phía trước là LED. LED hết toàn bộ nè. Mặt ca lăng nguyên bản của dòng Mazda CX-5. Đó, tản nhiệt bằng lưới nha, rất là đẹp. Kết hợp nè. Ok chưa? Khá là pro. Chung mẫu này full rồi. Xe đẹp lắm. Đây để phân biệt mẫu Realme với mẫu Deluxe. Dòng này có 3 bản nha cô chú anh chị nha. Một là bản Deluxe, hai là bản Luxury, ba là bản Realme là bản cao nhất rồi. Nè cô chú anh chị nè, vô lăng là khá là đẹp nè, mè toàn bộ chrome hết toàn diện nha. Đó, phơi nhôm xước nè, trang bị túi khí đầy đủ tính năng. Đây là cân len nè, cân len đường e-stop, dừng đèn đỏ, TCF, cảm biến dê, mở cốp điện thông minh, rất là nhiều tính năng, trang bị là cửa sổ sun roof. Ghế là cô chú anh chị nè, ghế mới tinh luôn. Ok chưa? Khá là đẹp. Đây nè, đến thời kỳ bảo dưỡng nè, nó báo nè. Oil Shandor là đến thời kỳ bảo dưỡng rồi nè. Đó, cái này ra bảo dưỡng thôi. Đi được 19.380 km nha. Màn hình nguyên bản theo xe, trang bị một cái màn cam hành trình HP nè cô chú anh chị, táp lô táp bi sạch sẽ nè. Trang bị hai cụm điều hòa độc lập hết toàn bộ nha. Nút đề xa tốc số nè. Số là bao chức. Chúng ta có mấy chế độ chạy đây. Đây là chế độ sport nè. Đó, chế độ tăng tốc nha cô chú anh chị nha. Thắng điện tử là auto hot, nghe nhạc con chó chỉnh ở đây rất là ok. Xe cọp cho cô chú anh chị phơi nè, phơi toàn bộ nhôm xước hết toàn bộ nha. Đây anh chị nào đó có những cái điểm nhấn rất là đẹp luôn, phải gọi là cực kỳ là đẹp luôn nha cô chú anh chị. À, tắp bi là mới như thế này, đời 20 siêu chất rồi. Bản Realme sẽ có nhớ bộ nhớ ghế là set 1, set 2 nè. Ghế chỉnh điện là hai bên đều là ghế chỉnh điện nha cô chú anh chị nha. Bảo hành của hãng đến 100.000 cây. Cho nên cô chú anh chị đừng hỏi Trần Anh xe này có làm máy cứng đục gì hay chưa. Bao cho cô chú anh chị 100%. Bao ra hẹn test thoải mái một chủ từ đầu. Cực kỳ là cọp. Được chưa ạ? Hai bên đẹp như nhau nha cô chú anh chị. Không một dấu hiệu đâm pha. Hỗ trợ cho em nó là hai tia nhúng tia lực cực kỳ là lớn nè cô chú anh chị nè. Anh chị có bảng số rồi nó còn rin hết như thế này. Đẹp chưa? Khá là đẹp nè. Phía sau là chúng ta sẽ có một cái loa boss nguyên bản nha. Hệ âm thanh của dòng Mazda này thì cực kỳ là xịn sò rồi. Nhà thiết kế là đưa vô toàn bộ cho em nó là loa Nhật hết toàn bộ. Loa của boss cô chú anh chị nha. Khủng chưa? Xe cọp không? Đó cô chú anh chị đam mê mẫu này alo cho em. Và bên phụ chúng ta sẽ có ghế chính điện. Và Trần Anh xin nhắc lại, đây là bản Realme, là bản phiên bản cao nhất rồi nha cô chú anh chị nha. Của dòng Mazda luôn. Thảm nè cô chú anh chị nè, thảm lót chân nguyên bản nguyên rin nè. Xe này một đời chủ, chạy cực kỳ là ít luôn cô chú anh chị. Bốn quả vỏ mà còn mới 90%. Vỏ nguyên bản của nhà sản xuất là bà con tự hiểu rồi. Ok chưa? Rất là nhiều tính năng như là hắt kính nè, hắt gương nè,
hắt kính trước nè, hắt gương chiếu hậu bên hông là đầy đủ và báo km trên gương lái luôn nha cô chú anh chị nha. Tính năng thì ngập tràn luôn bà con ạ. Đây là cục máy nguyên bản nguyên rin nè cô chú anh chị. Đó, cục máy nguyên bản nguyên rin của chủ nhà không dọn. Tại vì xe này xe mới mà dọn gì? Hai bên trụ đẹp như nhau, từ những con tán là rin hết. Đời cao à. 2.0 lít thôi mà cực kỳ là cọp. Ok chưa cô chú anh chị? Trang bị là ABS chống bao cứng phanh. Đây là những con tán cao su phấn son 7 màu. Đó bà con thấy không? Đẹp như thế này. Đây cô chú anh chị nè. Đó, cục máy nguyên bản của logo Mazda nha. Trang bị là ABS, nước giải nhiệt đầy đủ các tính năng rồi. Nói chung rin hết toàn tập. Không cứng không lỗi bất cứ một khoản gì trên chiếc xe đâu. Đam mê mẫu này alo cho em. VIP chưa? Rất là hầm hố, 5 chỗ ngồi nha cô chú anh chị. Mức độ tiêu hao xăng của em này thì cực kỳ là ít rồi. 8 lít trên 100 km. Xe mới mà. Đó. Anh chị coi đây là phần nỉ nè. Nỉ chống bùn của em nó nè. Đó, còn rim chưa? Gầm đẹp không? Gầm khá là đẹp. Chạy sướng rồi. Em chạy là bao phê luôn. Tích hợp xi nhan gương cụp mở đầy đủ các tính năng trên một chiếc xe rồi. Đó, bà con cô bác mua về chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì đâu. Băng ghế sau của đây cô chú anh chị không có người ngồi luôn. Vì xe này ảnh mua về ảnh chỉ đi có một mình nè. Băng phía sau nè không có dấu hiệu là nhăn nheo nè cô chú anh chị coi kỹ nha. Không một tí gọi là nhăn nheo. Không có người ngồi ở băng ghế phía sau luôn. Anh chị thấy chưa? Thơm phức. Mở cửa ra thơm mùi xe mới. Nha cô chú anh chị nha. Đó đam mê về bản Rium Mazda 2020 một chủ từ đầu alo cho em. Đăng ký kênh ủng hộ cho channel bên Trần Anh Auto nhá. Một lần nữa cho anh xin khép lại chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.